Dạ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn yêu thích mai vàng bonsai cây kiểng trên cả nước ha. Thì thời gian dịch vừa rồi cũng khá là lâu rồi mình không có lên clip, thì hôm nay thì được sự nới lỏng giãn cách cô chú anh chị, thì mong cô chú anh chị các bạn mình cũng luôn luôn vui vẻ ha, rồi mua cây ủng hộ anh Cường ha cô chú anh chị. Hôm nay clip đầu tiên sau khi nới lỏng xuống chỉ thị 15, mình vô bãi kiểng anh Cường ở Dàm Sáng Phong Điền ha. Hôm nay thì có lô phôi mai vàng mini nè, đế đẹp ha, rồi phôi tứ quý nữa, phôi lớn phôi nhỏ nhiều giá khác nhau như cô chú anh chị. Clip đầu tiên hôm nay mình khai trương đi quay luôn nha cô chú anh chị nha, 1 tháng 10 đầu tiên của tháng luôn. Rồi em xin phép cho clip để anh Cường giới thiệu ha. Dạ em xin chào anh Cường ơi. Anh chào em. Dạ. Thôi lười cũng mấy tháng nay rồi anh em mình mới lại gặp lại. Dạ. Thôi thì lời nói đầu tiên thì Cường cũng trước hết là xin chúc em và toàn thể gia đình. Dạ. Trong cái mùa dịch này thì bình an vô sự. Dạ. Có nhiều sức khỏe. Và xong thì Cường cũng mượn cái cây và cái lời nói để mà chia sẻ với các bạn là ở trong cái lúc dịch bệnh này thì người dân mình cũng thiệt hại rất nhiều. Nên là thôi thì tất cả Cường cũng chỉ biết có một lời, tất cả những người dân Việt Nam hãy cố gắng. Đúng, cố gắng để mà chống dịch. Đó, để phát triển, vừa chống dịch vừa phát triển. Và cái quan trọng nhất là ý thức. Đó, chỉ thị 5K. Để mà mình giữ an toàn cho bản thân mình và gia đình và cộng đồng. Đó thì thôi thì Cường cũng có một vài lời gọi là chia sẻ ở cái lúc nó rất là khó khăn. Như vậy thì thôi cũng không làm mất thời gian của các bạn nữa. Hôm nay Cường cũng bắt đầu thông chốt rồi thì Cường cũng có một lô mai vàng mini. Giá cũng chỉ vài trăm nghìn. Mới một vài cây từ quý. Đó. Một vài cây từ quý, hàng bonsai cũng lên clip để mà mong các bạn giao lưu ủng hộ để anh em mình chơi mai vàng lại điểm danh đó, để cho nó đỡ nhớ. Hôm nay mình bưu điện thôi, ship sao anh? Bưu điện thì anh vẫn ship ở bưu điện, thì là bưu điện ship, anh hỏi bưu điện rồi thì là ship đến tận nơi. Vẫn ship bình thường ha. Vẫn ship bình thường. Bưu điện thì là khu vực an toàn ha cô chú anh chị nha, khu vực an toàn từ đó lúc mới chấm tới giờ ha. Không đó. Trừ ra cái vùng nào mà căng quá là vùng đỏ mà vẫn đang cách ly rất là nghiêm ngặt thì bưu điện không vô được thôi. Còn tất cả anh hỏi rồi là vẫn vô bình thường. Dạ, rồi 3 phút dạo rồi, 2 giờ em vô clip nha. Giờ mình vô clip nha, cả làm rồi. Mất thời gian của các bạn. Giờ em vô mã số 1 luôn nha cô chú anh chị nha. Cây đầu tiên của clip ha. Cái số điện thoại thì có trên phần mô tả với phần tiêu đề ha của chú anh chị. Ship thì mình vẫn bao ship như xưa giờ ha anh hả? Đúng rồi, ship thì Cường vẫn bao ship và bao sớm cho tất cả các bạn. Dạ, rồi cây mã số 1 là một phôi mai vàng bonsai mini. Đế nơm luôn nha cô chú anh chị. Đế nè ha. Rồi anh cho em thông số nha. Chiều cao là được 31, hoành tại vị trí này là được 16, hoành đế là được 79. Cái mã số 1 này Cường xin giao lưu với các bạn là 700k. Rồi 700k, mã số 1 nha quý cô chú anh chị. Mã số 1 Cường bao sớm, bao ship toàn quốc cho các bạn. Cái mã số 2, cái này dáng hơi lắc nha. Đế nơm luôn nha cô chú anh chị. Mã số 2. Hàng mới phục vụ cô chú anh chị mình ha. Hàng mới tinh luôn ạ. Chiều cao là được 37. Hoành tại vị trí này được 22. Hoành bầu là được 79. Cái mã số 2 này Cường cũng xin giao lưu với các bạn là 700k. Dạ rồi, 700k nha cô chú anh chị, mã số 2. Mã số 3, cây dáng trực đế nơm nha cô chú ha. Mã số 3. Cái này vàng giáp tàng dễ chơi ha. Chiều cao là 30. Hoành tại vị trí này được 18. Hoành bầu là được 86.
cây mã số 3 này Cường xin giao lưu với các bạn cũng 700k. Dạ rồi, 700k mã số 3 ba. Hôm nay về Cường bao sống bao ship toàn quốc cho các bạn. Rồi, mã số 4, cái này để đặt nha cô chú anh chị. Mã số 4 đó, để đặt ha. Chiều cao là được 30, hoành tại vị trí này được 21, hoành bầu là được 89. Cây mã số mã số 4. Số 4 Cường giao lưu với các bạn 800k. Dạ, 800k, cây này để đặt đẹp nha cô chú anh chị ha. Thế đặc đẹp lắm nha. Yeah. Yeah. Rồi. Cái này để bàn hết ý nha cô chú anh chị. Thế đẹp, nó cuộn như là con thú nó quỷ. Rồi, mã số. Mã số 5. Cái này cái bộ đế cũng khá là đặc nè. Mấy cái này có dáng bonsai hết ha cô chú anh chị ha. Chiều cao là được 27. Hoành tại vị trí này được 20. Hoành bầu là được 77. Cây mã số 5 này Cường giao lưu với các bạn 600k. Dạ, rồi 600k. Qua mai vàng mã số 5 mini số 5. Nha cô chú anh chị. Mili. Nhưng mà thấy cũng ghép tàn vô tới cũng khá lớn á. Mili bonsai. Rồi mã số 6. Mã số 6. Có bộ nơm rất là đẹp. Mã số 6. Cao 25. Hoành được 16. Hoành bầu là 75. Mã số 6 này Cường xin giao lưu với các bạn 500k. Dạ, 500k, mã số 6 nha cô chú ơi. Số 6. Mã số 7. Số 7 cây này cao hơn mấy cây nãy nè ha. Cũng đế nơm luôn nha cô chú anh chị. Mã số 7. Mã số 7 ha. Chiều cao được 38. Hoành tại vị trí này được 18. Hoành bầu là được 69. Mã số 7 này Cường giao lưu với các bạn 500k. 500k nha cô chú anh chị nha. Để nơm rất là đẹp. Mã số 8 cũng là phô mai vàng luôn nha. Mã số 8 vẫn là phô mai vàng. Cái này đế đều đúng nha cô chú anh chị. Nè. Chiều cao là được 34. Hoành tại vị trí này được 17. Hoành bầu là được 81. Mã số 8 mình xin giao lưu với các bạn 600k. Dạ, 600k nha cô chú anh chị. Rồi mã số 9 ha. Mã số 9. Phô mai vàng mã số 9. Hàng mới tinh luôn nhé các bạn nhé. Cái nào cũng đế đẹp hết cho chú chị. Chiều cao là 33. Hoành là được 20. Hoành bầu là được 89. Mã số 9 600k các bạn nhé. Dạ 600k nha cô chú anh chị. Mã số 9 ha. Mã số 10 phô mai vàng. Đó, cây này chân dài ốm ốm nha cô chú anh chị. Chân dài cũng ốm nhưng mà cũng hơi lắc ha. Như cái mông nó bự. Chân thì ốm nhưng mông thì bự. Mã số 10 đúng không? Mã số 10. Chiều cao thì được 37. Hoành tại vị trí này được 15. Hoành bầu là được 69. Mã số 10 400k các bạn nhé. 400k mã số 10. Cái này về các bạn khự xuống nữa là cái nơm nó lại cao lên nữa. Yeah. Vì cái nơm mình không làm hết. Mã số 11. Số 11, cái này hơi siêu hết cô chú anh chị. Một nồi đế luôn nè ha. Mã số 11. Chiều siêu bay cao là 28. Hoành tại vị trí này được 15. Hoành bầu là được 82. Mã số 11 này 500k các bạn nhé. Dạ, 500k nha cô chú anh chị. Bonsai. Rồi mã số 12. Mã số 12. 12. Chiều cao là được 31. Hoành tại vị trí này được 19. Hoành bầu là được 67. Mã số 12 này Cường xin giao lưu với các bạn là 500k. Dạ, 500k nha cô chú anh chị. Cây này có cái dáng nó hơi thú. Dạ, nó ha, có cái dáng cái chừng này ha, có cái đuôi giống con như con sư tử. Sư tử. Rồi, mã số 10. 13. Mã vàng nha cô chú anh chị nha, mã số 13 ha. Mai vàng. Hàng mili này toàn bộ là mai vàng hết.
mấy cái mai tử quý ở đằng sau. Chiều cao là được 26, hoành tại vị trí này được 20, hoành bầu là được 84. Mã số 13 này 600k các bạn nhé. Dạ, 600k, mã số 13. 13. Mã số 14. Chiều cao là được 27. Hoành tại vị trí này được 17. Hoành bầu là được 79. Mã số 14, 500k các bạn nhé. 500k. Mã số 15. Số 15. Cái này cũng khá là điệu điệu nha cô chú anh chị nha. Dàn đế nó nơm ha. Dàn đế nơm. Nhìn đẹp lắm. Cái này nó bể trụ. Cao là 29. Hoành được 16. Hoành bầu là được 69. Mã số 15 này 400k các bạn nhé. Dạ 400k nha cô chú anh chị nha. Cường bao sống bao ship toàn quốc cho các bạn nhé. Cởi mã số 16. Mã số 16. 16 nha cô chú anh chị. Này có phủ đế ha. Em. Chiều cao là được 32. Hoành tại vị trí này là được 18. Hoành bầu là được 77. Mã số 16 này 400k các bạn nhé. 400k. Mai vàng mã số 16 nha cô 16. Chú ơi. Phủ đế đẹp. Cây này cao nhộng luôn. Ừ. Cây này mới chân dài. Cao cao nha cô chú anh chị. Cao mà đế nơm luôn ha. Cây này chân dài đến nách. Mã số 17 đúng không? Dạ 17. Cây này chơi cái dù được nha cô chú anh chị. Dù cưng để cao cao ấy. Các bạn không thích cao về cắt ngắm. Chiều cao được 59. Hoành tại vị trí này được 19. Hoành bầu là được 67. Mã số 17 này cưng xin giao lưu với các bạn là 600k. Dạ 600k. Cây này thì nó có chi cầm hết cô chú anh chị đó. Mình hay về dễ đóng bo nha. Đúng. Ghép rất là nhiều à. Ghép 1, 2, 3, 6, 7 bo vậy đó. 6, 7 bo. Rồi, mã số 18. 18. 18. Chiều cao là được 26. Hoành tại vị trí này được 16. Hoành bầu là được 77. Mã số 18 này cần xin giao lưu với các bạn 400k. Dạ, 400k nha cô chú ơi, mã số 18 nha. 18, cần bao sống bao ship toàn quốc cho các bạn. Đó là 19. Mã số 19. Cái này dáng hơi siêu siêu. Hơi siêu. Chiều cao là được 27. Hoành tại vị trí này được 18. Hoành bầu là được 67. Mã số 19 này cứ giao lưu với các bạn 400k nhé. Dạ, 400k, mã số 19. 9. Rồi, 20. Mã số 20. Mã số 20. Cái này về cô chú chị mình đóng vài bo cái tơ hương vô thôi ha. Mau phát vào chơi nha cô chú anh chị. Mau chơi. Chiều cao được 32. Hoành tại vị trí này được 16. Hoành bầu là được 68. Mã số 20 thì cần xin giao lưu với các bạn là 400k. Dạ 400k, mã số 20. 20. Rồi, 21, cái này mã số 21. Chú ơi. Cái này cũng đẹp. 21. Đế nè. Đế nơm cao rất là cao. Chiều cao là được 37. Hoành tại vị trí này được 20. Hoành bầu là được 77. Mã số 21 này cần xin giao lưu với các bạn 500k. Dạ, 500k, mã số 21. 21. 22, cái này cũng khá là đẹp nha cô chú anh chị, hàng dáng hàng thú ha. À. Chiều cao là được 34. Hoành tại vị trí này được 20. Hoành bầu là được 79. Mã số 22 cường xin giao lưu với các bạn 600k. 600k, mã số 22. 2. Cường bao sống bao ship toàn quốc cho các bạn. Mã số 23. Chiều cao là được 35. Hoành tại vị trí này được 22.
hoành bầu là được 82, mã số 23, 600k các bạn nhé. 600k, phôi mai vàng mã số 23. Bonsai 24, môi mai vàng mini luôn. Số 24. Chiều cao là được 26. Hoành tại vị trí này được có 14. Hoành bầu là được 70. Mã số 24 này 400k các bạn nhé. Dạ, 400k, mã số 24. Rồi. 25. 25. Mini nha cô chú anh chị nha. 25 mili nha. Chiều cao là được 24. Hoành tại vị trí này cũng được 14. Hoành bầu là được 67. Mã số 25 400k các bạn nhé. Dạ rồi, 400k, mã số 25. Mã số 26. Mini mình quay hơi lâu hết cô chú anh chị, chút xíu nữa vô mấy phôi lớn đẹp quay kỹ xíu nha. Mà 26. Chiều cao được 37. Hoành là được 18. Hoành bầu là được 77. Mã số 26 là 400k các bạn. Cái này có chi cành nha cô chú anh chị nha. Cái này có chi cành mà rễ của nó xuống tới dưới này này. Rễ nơm á. Nhưng mình không khơi xuống tới dưới. Cái này về cô chú anh chị mình vũ đất ra ha, còn đế xuống. Đúng rồi, xong mình trồng lại. Yeah. Trồng lại nó nơm lên nhìn nó đẹp. Mã số 27. 27 nha cô chú anh chị. Mã số 27 thì rễ lớn ha. Hoành này cũng hơi khá khá nè. Chiều cao là được 30. Hoành được 20. Hoành bầu là được 78. Mã số 27, 600k các bạn. 600k nha cô chú anh chị, mã số 27. 7. 600k. Rồi. Mã số 28. Rồi, phôi mai vàng mã số 28. 28. Chiều cao là được 36. Hoành tại vị trí này là được 19. Hoành bầu là được 62. Mã số 28, 500k các bạn. Dạ, 500k, mã số 28. 8. Rồi, 29 rồi cô chú anh chị ơi. Mã số 29. Chiều cao là được 37. Hoành tại vị trí này là được 17. Hoành bầu là được 74. Mã số 29 là 400k các bạn nhé. 400k, mã số 29. 9. Rồi, mã số 30. Mã số 30. Mã số 30. Chiều cao là được 29. Hoành nhỏ, hoành được 14. Hoành bầu được 73. Mã số 30 là 400k các bạn. 400k nha cô chú anh chị nha, mã số 30. Mã số 30. Rồi, 31, mình vô cây bự đó luôn ha. Ừ, vô cây bự này. Rồi. Luôn. Là phôi tứ quý nha cô chú anh chị nha, phải không anh? Phải. Tứ quý ha, tứ quý đế nôm nha cô chú anh chị, quá trời cái dàn đế luôn ha. Cái bàn đó xay luôn anh? Có xay được em ạ. Được ha. Đầu anh xay cho em coi trước cái nha. Đó. Dàn đế hết hồn luôn. Dàn đế toàn bộ là đế nôm, đế nổi hết ạ. Đến nổi về các bạn trồng đây này. Trồng nổi hết lên. Nhìn nó phê. Nó ra tược, ra tùm hết đấy chứ. Nhưng mà anh mới cắt đi cho nó thoáng. Cái này nó có chi cảnh nó ra. Cái này mấy cái bo nặng cường anh chưa sẵn là mình về mình. Để nó già. Cắt là ghép và để luôn. Để cho nó già, nó đổi da lại rồi mình đóng vô ha cô chú anh chị ha. Ngon lành luôn. Ghép luôn. Ghép là mau liền ha, không có sợ ấy bo ha. Rồi cho em thêm thông số nha, tứ quý nha cô chú anh chị, cộng đế đẹp luôn nha. Tứ quý. Chiều cao là được 85. Hoành tại vị trí nào? Mình đo. Hai vị trí nha. Ừ. Vị trí này là được 27. Còn vị trí trên này là được 23.
Nhưng mà cái này, các chi này rất là đẹp. Anh cho em chiều cao của cái sổ nơm ha. À, chiều cao sổ nơm à. Chiều cao đây, anh lấy từ vị trí này. Được 59. 59 cho cô chú này. Chiều cao sổ nơm. Cái này 170. Tổng hoành bầu là 170. Tổng hoành bầu là 170. Cây nặng lắm các bạn. Dạ, mã số nó phải gần 31 không ạ? 31 mình giao lưu nhiêu anh? Gần 100 ký. Mã số 31 này Cường xin giao lưu với các bạn là 13.500.000. 13 triệu rưỡi nha cô chú anh chị nha. Nó cái cây này mà mình vô mình quấn cái tàn rất là ngon lành luôn. Cây này là cây rất đẹp nên cái giá này thì mình cũng thấy là nó hơi căng. Nhưng mà cây nó đẹp. Anh quay cho mẹ em dòng anh rồi. Mười ba triệu rưỡi nha cô chú anh chị. 13.500.000 Cường bao ship đến tận nhà cho cô chú chị gọi trực tiếp cho anh Cường giúp kênh nha. Rồi em đổi cây luôn ha. Cây số 31 nhỉ. 31. 31. Và tiếp tục là mã số 32 cũng là túi quý, cái nồi đế nôm, đế đặc luôn nè cô chú. Cái này thì vô nôm của nó là nó đặc kẹo luôn ạ. Nôm quá trùng nôm luôn. Lâu lâu cho anh xin kiểu ảnh được không? Để thoải mái. Đó. Mã số 32. Số 32. Đây. Chơi một vòng nha, xem bộ đế nha cô chú anh chị nha, mình xem bộ đế ha. À, bộ đế nó kẹo hết. Đế nôm, đế kẹo luôn nha cô chú anh chị. Cây thì nó đang phát triển rất là tốt ha. Cây Cường ba sống luôn. Vận chuyển ship cho nên mình phải ship. Cắt mấy cái nhánh này ha cô đúng chú rồi. Anh chị. Ship tới nơi. Bao sống cho các bạn cứ yên tâm. Nó tùm hết á nhưng mà mình khi mình bán thì mình phải lược ra cho các bạn thôi. Rồi cho em thông số nha. Hàng cây này cây VIP, hàng VIP luôn. Này này hàng sưu tầm như có chú anh chị. Thì quý mà nó đặc kẹo luôn. Chiều cao là bằng 59. Hoành tại vị trí này được 34. Hoành bầu của đặc này là 160. Đế sổ nơm là được 40. Nhưng mà nhìn cái bộ nơm của nó phê lắm. Nó phê không. Mã số 32 nha quý cô chú mình nha. Cây số 32 này Cường xin giao lưu với các bạn là 12 triệu. Dạ, 12 triệu nha cô chú mình chị. 12 triệu. Các bạn có ưng thì ủng hộ tiếp Cường nhé. Cây đẹp lắm. Thực sự là đẹp. Nhìn là phê ngoài, phê luôn như cô chú anh chị mình ha. Nhìn phê lắm, mà nó có các chi hết. Đó, có các chi, các tược. Về các bạn trồng cái nó đâm ra, khi này nó già cái cắt đó, đây là mình ghép bo vào luôn. Khỏi phải ghép vào thân. Về trồng là nguyên bộ đế nổi lên luôn ha. Nguyên bộ đế nổi lên, về các bạn đừng trồng chìm. Tức là nổi cứ đúng như cái bầu này này. Từ cái này hất lên là đừng lấp đất mà từ đây xuống thôi. Rồi em đổi cây nha. Vì cây nó đã thuần cây rồi mà. Dạ. Này về là trồng luôn nha cô chú mình nha. Đúng. 33. Thú quý nha cô chú anh chị, cây này cũng hàng VIP luôn nha. Cây này là cái dạng như bonsai mà chỉ cần đóng đủ hết luôn ha. Bonsai kiểu bonsai này nó họ gọi là bonsai cái gì núi á nhỉ? Chứ không cắt hả? Không à, cái gì non bộ á, không non bộ ha. Thì thấy các bạn bây giờ cứ hay gọi thế vì cái bộ đế mấy cái thân nó rất thấp và các chi của nó chia ra đó, nó chia ra là nó rất là lùn lực thì nó như là cây non bộ. Mã số 33. Ô, cái dạng đế này nha cô chú chị, nó biết cái dạng đế luôn ha. Cây này dàn đế của nó cọng nó bự, nhìn nó lực cây. Cây rất mạnh các bạn.
Dạ rồi, cho em xin thông số nha. Mã số 33. Mã số 33. Mai quý nha cô chú anh chị. Chiều cao là được 63. Hoành tại vị trí này là được 38. Hoành bầu là được 150. Mã số 33 này Cường xin giao lưu với các bạn là 11 triệu. Cường bao sống, bao ship toàn quốc cho các bạn. Cái cây này sống khỏe hết thì về là mình trồng luôn ha cô chú mình ha. Về trồng luôn. Sống khỏe. Cái đầu ghế này nó bo hết rồi nè. Về các bạn chưa có thời gian mà trồng, các bạn để một tháng sau trồng được. Rồi, em đổi nha, 11 triệu ha. 11 triệu. Rồi, 34 nha cô chú anh chị nha. Cái mã số 34. Cái này cũng dạng đế nôm luôn nha cô chú anh chị, cộng đế lực ha. Cộng đế lực nâu. Mấy cái này sống khỏe hết, về là trồng luôn hết của chúng mình. Sống khỏe hết. Để nơm cao lắm. Quá trời cao luôn. Cao quá trời cao. Rồi, cho em xin thông số nha. Chiều cao là được 67 các bạn nhé. Hoành tại vị trí này là được 30. Hoành bầu là được 150. Cao đến nơm như anh này. À, cao đến nơm. Cao đến nơm này là được 40. Yeah. Sâu. Rồi. Được 40. Cây mã số 34 này Cường xin giao lưu với các bạn là 9 triệu. Yeah, 9 triệu nha quý cô chú anh chị. Mã số 34 ha, mai tứ quý luôn. Hôm nay là mai tứ quý hàng VIP tiếp luôn nha cô chú anh chị. Cường bao ship toàn quốc cho các bạn, bao sống luôn. Rồi, đổi giùm em luôn. Rồi, tiếp tục là mã số 35. Hàng VIP nha cô chú anh chị. Cái này là cực kỳ VIP luôn. Bộ đế nó bài nhưng mà nó đặc luôn ha. Nó bài nó mà nổi nó đặc. Dạ. Nó đặc, nó kẹo lại. Nó rất vót đọt, đọt các bạn nhé. Chiều cao là được 41. Hoành tại vị trí này là được 36. Hoành bầu là được 130. Bộ đế nè, quá trừng đá nè. Cái thể 35 đúng không? Mã này mã số 35. Nó cái tược nó lên là cô chú anh chị hay chừa đấy cho mình nha. Đúng rồi. Ghép nó ghép ha. Tược nó lên rất chuẩn nha các bạn nha. Đó, đúng điểm cắt mà nó lên 3 chỉ cái điểm này. Cân nha. Ừ, rất là cân. Về các bạn cắt để nó chỉ trong vòng 2 tuần nó già lại cái là ghép vô là ăn liền. À, nhìn tổng thể cái cà phê nha cô chú anh chị. Dạ, cái mã số 35 mình giao lưu nhiêu anh? Cái mã số 35 này Cường xin giao lưu với các bạn là 4.500.000. Dạ, 4.500.000 nha cô chú anh chị. 4.500.000. Mai tử quý các bạn nhé. Dạ. Nó đặc, đặc hết. Cái bộ đế nơm này nó đặt kẹo hết. Rồi, gửi cho em luôn nha. Rồi, qua luôn ha. 36. Mã số 36. 36. Rồi, tứ quý luôn nha cô chú nha. Cái này nó hơi lắc ha cô chú anh chị. Cũng bộ đế khá là quý, khá là đẹp nha. Đây nó có cái cò lắc này ha. Cò lắc. Bộ rễ đẹp lắm các bạn nhé. Quá trình đã luôn ha. Nó kẹo hết rồi. Chiều cao là được 56 các bạn nhé. Hoành tại vị trí này là được 30. Hoành bầu là được 140. Mã số 36 này Cường xin giao lưu với các bạn là 6 triệu. Dạ, 6 triệu nha cô chú anh chị. Mã số 36 ha. 36. Thì các bạn cứ trồng từ đây mà xuống thôi. Còn ở trên này đừng lấp đất vô.
rũ bầu ra trồng từ đây mà xuống cho nó lộ hết, vì những cái rễ này trên này là nó thuần rồi, mình lấp rồi nhìn nó phí cái dáng của nó. Đang khoe mà ha. Rồi giá là bao nhiêu anh ơi? Giá 6 triệu cường bao ship cô chú anh chị toàn quốc cho các bạn. Rồi ba tiếp tục vào 37 phải không ta? Mã số 37. 37 là phôi mai vàng uốn nu luôn như cô chú anh chị. Là cái này rất là lực luôn, lùng lực là ẻm nè cô chú anh chị. Được đông quá trời. Mai vàng uốn nu luôn. Cây này bonsai lùn lực luôn. Chiều cao là được 52. Bộ rễ của nó quặp kinh khủng. Hoành là được 53. 53 tính 52. 53 yếu. Hoành bầu củ là được 150. Chiều cao có rồi. Các chi có đủ nhé các bạn nhé. Cây này cây phê nó lùn lực. Cái có một khúc mà chi cành của 37 nha cô chú anh chị, cây mai vàng rất là đẹp nha. Đó, nó đâm tược quá chừng luôn ha. Mấy mặt cắt này nó kéo hết rồi. Kéo bo hết. Cây rất là mạnh cây nha cô chú anh chị. Có những cái đầu rễ nó bo gần kín rồi này. Đó, những cái nhỏ nhỏ bo gần kín. À, cái này mình giao lưu nhiêu vậy anh? Cây mã số 37 này Cường xin giao lưu với các bạn là 12 triệu. 12 triệu nha cô chú anh chị. Một cây mai vàng bonsai lùn lực. Ở đây ngon lành luôn, ở đây không có mặt cắt. Không, không có mặt cắt, không có sành hay bọng gì hết. Bonsai lắm các bạn. Bonsai. Nhỏ. Cây số 37, 12 triệu. Cường bao ship cho các bạn. Tiếp tục mã số 38. 38. 38 là mai vàng luôn nha. Cô chú chỉ cây cuối clip luôn hả anh hả? Cây này cũng là cây cuối clip luôn nè. 38. Tược nó cũng mọc từ lưa cả. Mai vàng nó khỏe, mạnh. Nói chung là mai vàng, mai tử quý mình thấy khỏe. Rồi, cho em xin thông số nha. Mã số 38. Rất là mạnh. 8. Mã số 38 cũng là mã số cuối cùng. Chiều cao là được 52. Hoành tại vị trí này là được 36. Hoành bầu là được 138. Mã số 38 này Cường xin giao lưu với các bạn là 4.500.000. Dạ, 4.500.000 nha cô chú anh chị. Cường bao ship toàn quốc cho các bạn. Mấy cây này sống khỏe đâm tược hết rồi ha. Bao sống luôn, sống thì ok rồi. Rồi mình kết thúc luôn anh ha. Mình kết thúc. Rồi thì Cường cũng mong các bạn là ủng hộ cho Cường. Gọi là trong cái lúc này thì nó khó khăn. Nhưng mà thôi cũng lai dai. Để mà mình giữ lấy cái nghề, giữ lấy cái thú chơi. Cường cũng xin chào tạm biệt các bạn. Và chúc toàn thể đại gia đình, các bạn đam mê mai vàng nói chung và con người Việt Nam ở trên đất nước Việt Nam nói chung là một sức khỏe dồi dào, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Cường xin chào tạm biệt. Dạ rồi, em cảm ơn anh Cường luôn. Cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn đã yêu thương ủng hộ kênh cũng như ủng hộ anh Cường ha. Mong cô chú anh chị mình luôn luôn thật là vui vẻ ha. Để tiếp tục mình hành trình phục hồi kinh tế sau đại dịch nha quý cô chú anh chị nha. Rồi mình chơi mai để mình lấy may mắn rồi giải trí khoai khỏa rồi ha cô chú anh chị ha. Đó. Những cái hoa mai tứ quý cực kỳ VIP nha cô chú anh chị, hàng hiếm ha. Sự ra mấy cái hàng này cũng khó mà kiếm lắm nha cô chú anh chị nha. Để nôm để đặt. Rồi em xin kết thúc video luôn nha.